Chào anh em và các bạn đến với kênh Dũng miền Tây của mình nha. Lúc này thì cây của Đạt Nguyễn đang đi xuống trước, còn cây của Nam Mini thì đang sang lúa qua xe kéo nè anh em. Tại vì đất ở đây thì hôm nay trời mưa đó, cho nên ở dưới đất thì nước không có dục xuống được, dục xuống thì ướt lúa chục của bà con. Tấp vô. Rồi lúc này thì đang kè lúa vô là anh em ơi. Chỗ nào khô thì để chứ. Chỗ này khô mới để được chứ. Để thôi là ướt lúa hết. 4 bao à. 5 bịch. Còn nữa anh em ơi. Hiện tại thì cây của Nam Mini đang đi xuống sau nè. Hậu này 600m quay đầu nghe anh em. Lúa này nãy giờ thì không biết lúa giống gì. Tại vì mình không có gặp chủ ruộng, mình không biết là lúa giống gì. Hết bao luôn rồi anh em ơi. Trên xe còn có mấy cái. Rồi tấp vào đây. Cắt kiểu này lâu dữ dàng luôn anh em ạ. Lúc này thì đội hình xe kéo đang gộp lúa lên nè. Rồi đang bám lên luôn nè. Tắt máy. Ê. Tài quá lụa. Dữ dằn không? Xuống luôn. Dữ dằn không? Rồi hai cây đang búa luôn anh em ơi. Cây này đang lướt vô trước nè, chạy thứ gì chưa nổi không con này. Rồi hai cây trăm lẻ hiện tại đang gây hắn với nhau nè. Cây của Đạt Nguyễn thì đi theo sau cũng cự ly gần nhau luôn nè. Cự ly sát luôn rồi anh em ơi, coi nè. Nó thồn không?
chưa chịu vô, còn còn lưng nè chưa chịu vô nữa mày. Lúc này thì cây của Nam thì đang vượt qua cây của Nguyễn Đạt nghe nè. Hiện tại cây của Đạt thì đang sang lúa qua nè. Hai cây này thì mang bánh chính bu ly thì cũng bằng nhau luôn ha. Còn đấy. Có cái đoạn này là khô rồi anh em ơi. Để kè lúa vô đây để nè. 2 3 lúa này giống gì mình cũng chưa gặp chủ ruộng, mình cũng không biết luôn. Rồi, tiếp tục Nam cho cây 100 cắn luôn con em ơi. Nè coi cây 100 của Nam chạy nè nào. Siêu nhanh không? Dữ dằn chưa? Chạy thứ gì chịu nổi. Đây, còn cây của Đạt xuống nè không? Hai cây này cũng xịn sò lắm. Chạy tốc độ nhưng mà không có lai ga lúa theo gom nghe không? Có bí quyết. Có bí quyết riêng của tài xế. Đấy. Rồi, đang dục lúa xuống rồi nè, đoạn này khô nè. Bánh chính là chạy là ok nè, Nguyễn Đạt đẩy nè anh em. Dữ dằn không? Lúc này cây xe kéo này nó bắn vô nè anh em. Cái hơi trời gầm không? Sạch dữ dằn hơi không? Cái này đầu máy ECU 93 nè anh em, nó chạy thứ gì chịu nổi không? Đó. Kinh khủng. Ủa chạy đâu rồi? Chạy đâu rồi? Ê ê ê ê. Chạy. Ôi giời. Chạy tắt qua miếng ruộng bên kia luôn rồi anh em ơi. Tháng này trời nắng bị sáng cái gì chạy giỡn chạy. Rồi cái này đang lướt vô nè anh em ơi. Đấy. Vô tới đây thì có cái trạm dừng chân để ở đây nè. Tiếp tục xuống lúa nữa anh em ơi. Làm nghề máy này cực dữ dằn luôn. Nắng thì cắt, mưa thì chạy trốn. Xe kéo đang lướt đi vô nè anh em, 1, 2, 3 lớp, 4 lớp luôn. Bên này thì nó hơi lép một chút xíu. Còn 100 đang đi vô tới gần tới chỗ dừng chân rồi anh em ơi. Đây, còn xe kéo đang lướt vô nè. Ê, 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 qua kia anh em ơi, tẻ qua kia giống như cái xe trước nè. Hai cây đều để vô đây hết bao và cây này hết bao luôn rồi anh em ơi.
thay đồ không à, cặp má này. Rồi lúc này thì cây này đang lấy bao vừa xong nè, đang vô cắn trước. Còn cây này thì đang xếp bao. Lúa là để một đống luôn nè anh em ơi. Chỗ này là cái chỗ dừng chân nè. Tôi sẽ kéo nước nè anh em. Rồi cây trăm lẻ vô cắn luôn nè anh em ơi. Đua theo cây trăm lẻ nè, hết hồn không? Dục lúa cái này ăn nhiêu công mấy ni? 40 hả? 40 rồi cơm chủ máy bao rồi, có dắt đi bia ôm gì không? Không hả? Bia ôm là tự xử luôn hả vậy? Tự lo luôn ha. Rồi chiều có nhậu bia bọt gì không, mấy cơm mấy cốt? Có ha, uống bia gì? Ken không hả? Ken lon ha, ken chai. Ken lon ha. Trời trời, chút lúa sang dữ trời. Rồi ngày mình dục được nhiêu tiền mấy cốt? Ngày hả? Ờ. Mất thì 200. Nghèo thì ngày cũng mấy. Vậy à, ít tới thì 400 thì nhiều thì 1 triệu ạ. À, cũng được. Anh em nào mà có về miền Tây của mình á, dục lúa á, anh em ở đây thì giá thì cũng khá là cao rồi, cơm nước chủ máy bao rồi, chiều có bia bọt luôn anh em ơi. Hiện tại hai cây trăm lẻ ở đầu trên kìa. Rồi lướt qua luôn cái xe kéo luôn rồi anh em ơi. Rồi rồi dừng chân lại à. Thì cũng không bao nhiêu nữa là hết rồi anh em ơi. Hiện tại đang sang lúa qua nè. Cắt lúa mùa này rất là cực khổ anh em ơi. Dục lúa thì ăn 40k cho một công, cơm nước thì chủ máy bao hết, cà phê cà pháo bao luôn. Còn tài thì chạy một công thì ăn 20.000. Còn cái làm sao nữa, cây trăm lẻ kia đi xuống cái nữa hết rồi. Rồi đang lướt về luôn rồi nào bạn. Rồi còn một lam này là cuối cùng anh em ơi. Bữa nay đội hình hai cây trăm lẻ cùng hai xe kéo thì đang cắt vừa xong hai miếng nè. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây, anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất là nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.